mà chúng ta sang cái bài học hôm nay là cái bài theo tôi là bài rất quan trọng đấy. Cái chủ đề hai này là khái niệm thuật toán đấy. Tôi ghi trên màn hình sẵn cái nội dung của cái phần chương 2 là được gọi chủ đề 2 của chúng ta. Thì đây là một cái phần mà theo tôi là khó khó và hay và quan trọng. Thì tôi sẽ cố gắng tôi trình bày sâu hơn một chút để vừa đủ để các bạn có thể hiểu được phần này và dành cho cả những người muốn học sâu hơn thuật toán trong tương lai. Thì cái phần mà tôi trình bày đây nó sẽ vượt quá một chút so với chương trình mà của lớp 11. Thì khi trong khi tôi nói, tôi sẽ nói rõ là cái phần này là cái phần mà trong chương trình 11 là có, phần này là vượt quá chương trình để chúng ta tham khảo. Mà các bạn cũng xem cái cuốn sách team 11 mới đấy, thì toàn bộ cái phần thuật toán này nó được mô tả trong trong bốn bài của sách giáo khoa đấy. Thì nhưng mà vẫn không nhiều bằng cái phần mà tôi trình bày ở đây, thì tôi sẽ trình bày luôn nhé. Thì khái niệm thuật toán thì không có gì là phức tạp, nhưng mà tôi sẽ nói lại một chút nhé. Mình tôi sẽ trình bày phần này theo theo ba phần. Phần thứ nhất gọi là 21 đi, là cái khái niệm nhé, khái niệm thuật toán nhé, cộng thêm nữa là biểu diễn thuật toán. Cái phần này là rất quan trọng luôn nhé. Biểu diễn thuật toán tức là cách chúng ta mô tả thuật toán như thế nào và biểu diễn chúng như thế nào nhé, thuật toán nhé. Đó, chúng ta sẽ có 3 phần. Thế về thuật toán nên thì tôi không việc định nghĩa toán nên thì nó đơn giản, không có gì là phức tạp, mà quan trọng nhất là hiểu thôi. Còn việc định nghĩa thuật toán thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng mà tôi xin đưa ra một định nghĩa như này thôi. Tôi xin nói thôi là thuật toán có thể hiểu là gì, là một cái thủ tục hay là một cái quy trình được xác định rõ ràng các bước mà để máy tính có thể hiểu được để giải một bài toán, với điều kiện là cho trước input đầu vào thì tạo ra được cái output đầu ra theo đúng yêu cầu của bài toán. Thì đó là cái nôm na, đó là cái định nghĩa rất đơn giản của thuật toán nhé. Thì cái quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu các cái đặc tính của thuật toán là các bạn nhất. Mà tôi xin mô tả nhanh các bạn ở đây nhé. Nhưng mà thuật toán là cái gì? Chúng ta phải có một cái bài toán nào đó, chúng ta cho trước một cái bài toán đó, chúng ta phải cho trước. Thì bài toán này là nó phải có cái phần mô tả, phần input rất là rõ ràng, và đây là output đó. Thì cái bài toán thì thuật toán là gì? Thuật toán là chúng ta sẽ mô tả một cái quy trình này là được mô tả rõ ràng theo từng bước, và với cái đầu vào là input thì nó phải ra được cái output mà thỏa mãn yêu cầu của bài toán đấy. Thì chúng ta hiểu nôm na thuật toán nó là như vậy nhé. Còn những cái cụ thể các bạn có thể xem trong bất cứ cuốn sách nào về thuật toán, nó đều như vậy. Nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải hiểu được cái ý nghĩa, các cái chất của thuật toán. Thì trước khi mô tả cái đặc tính của thuật toán, tôi sẽ lấy vài cái ví dụ nhé, và ví dụ thuật toán để chúng ta có hình dung nhé. Thì phần này các bạn có thể tham khảo cuốn sách mà tôi viết, cuốn sách là những môn thuật toán đấy, cũng rất là kỹ. Trong sách giáo khoa cũng sẽ có nữa. Tôi xin mô tả một vài cái nhé. Ví dụ một là cái bài toán rất đơn giản, là cái bài toán mà trên thực tế tức là bài toán thổi cơm chẳng hạn. Lấy ví dụ nhé, cái bài toán thổi cơm mà chúng ta hay thường cho học sinh là tham khảo đấy, để mô tả một cái cách chúng ta mô tả một cái thuật toán. Thế cũng có bước sau đây này. Bước thứ một là chúng ta lấy gạo ra nhé, lấy gạo. Bước thứ hai là chúng ta vo gạo, chúng ta cẩn thận để cho thấy nhé. Đây cũng là cách mô tả luôn cái thuật toán đó. Bước thứ ba là chúng ta là đổ gạo vào nồi. Bước thứ tư là đổ nước vào. Tất nhiên đổ nước vào là phải vừa đủ như thế nào thì nó là một người đều hiểu cả, nó rất đều dễ hiểu đúng không. Thứ năm là chúng ta nấu
nấu cơm. Bước thứ sáu là nước sôi. Nước sôi thì để lửa nhỏ. Và bước thứ bảy cuối cùng là cơm chín thì kết thúc. Được chưa? Như vậy thì đây là cái mô tả cái thuật toán gọi toán của cái bài toán thổi cơm, và nó gồm có 7 bước. Có thể thấy là 7 bước rất là, mỗi bước được mô tả rất là rõ ràng và dễ hiểu, và chúng ta có thể thực hiện được tuần tự các cái bước như vậy. Những cái bước này mặc dù nó rõ ràng dễ hiểu nhưng mà nó phải rất là chính xác. Mỗi bước như vậy là chính xác mô tả các bước, và đều có cái, như vậy đầu vào là rõ, đầu vào là gạo, đầu ra là cơm. Đang đây là mô tả một cái ví dụ đơn giản thôi mà cho học sinh hiểu là cách chúng ta có thể biểu diễn một toán như thế nào. Cách biểu diễn này nó gọi là cách biểu diễn theo liệt kê từng bước một nhé. Tôi lấy ví dụ hai. Ví dụ hai là ví dụ chúng ta cũng đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ hai thì chúng ta thấy là một cái bài toán ấy, một tin học ấy, chúng ta mô tả bài toán nó có thể nó có nhiều thuật toán. Đấy. Ví dụ nhé, ví dụ như là hai là input của chúng ta là có bốn số là x, y, z và t, và chúng ta cần tính tổng chúng output, cần tính cái tổng là x cộng y cộng z cộng t. Nhưng mà yêu cầu là gì, là mỗi bước như vậy chỉ được phép tính một phép tính thôi, cộng hai số thôi, không không được phép là cộng ba số hoặc là bốn số cùng một lúc cũng có. Được chưa? Thế bài này là bài chúng ta có thể mô tả thuật toán bằng các lệnh gán hay là phép tính của tin học bình thường. Nhưng mà tôi đây mô tả cho các bạn là có hai cái có hai thuật toán để mô tả bài này nhé. Mô tả như sau, tôi sẽ viết lên trên màn hình cho thấy. Như vậy là một bài toán này có thể có hai thuật toán khác nhau. Đấy nhé. Tôi viết đây là thuật toán một nhé. Đây là thuật toán hai. Đấy, như vậy này. Như vậy là một bài toán có thể có nhiều thuật toán. Thuật toán một này, đầu tiên chúng ta viết đặt một cái biến s, chúng ta đặt biết là x cộng y. Đấy. Xong lệnh thứ hai chúng ta s bằng s cộng z. Nó, mỗi lần nó chỉ có mỗi lần thực hiện là có đúng một phép cộng thôi, hai số thôi. Thuật toán thứ ba là lệnh thứ ba là s bằng s cộng t. Đấy. Như vậy thuật toán này là nó có ba bước, bước 1, bước 2, bước 3. Được không nào? Đọc ra được như vậy là khi đã số ra là thêm một lần nữa chúng ta để cho hiểu được input chúng ta là x, y, z và output chính là để thực hiện output. Output là s. Đấy, nhé. Bước thứ tư đi. Đã hiểu đúng không? Cách hai là như sau. Cách hai là chúng ta làm cách khác đi một tí thôi. Chúng ta đặt một cái biến là s1 chúng ta đặt bằng x cộng y. Đặt biến s2 đặt bằng z cộng t. Và bước thứ ba là s bằng là s1 cộng s2. Và bước thứ tư cũng là output. Output s thì như vậy thôi. Thì như vậy là thuật hai cũng có là 1 2 3 4, và các bước này là cái bước rất là rõ ràng đúng không ạ? Đấy, đơn giản rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy là từ ví dụ 2 chúng ta thấy là một bài toán có thể có nhiều thuật toán, và các bạn thấy số này rất là rõ chuẩn đó nha. Bất cứ một bài toán nào mà chúng ta thấy trong tương lai chúng ta là cho học sinh làm thì rất có rất nhiều cách tiếp cận, cách nhiều lời giải khác nhau, nhiều thuật toán khác nhau. Cái này là điều rất là thú vị, rất là hay của tin học đấy. Thậm chí còn hay hơn cả cả môn toán. Thật ra một cái môn toán cũng rất là một bài toán có nhiều cách giải khác nhau đúng không? Rất hay rồi, nhưng môn tin lại đặc biệt là nhiều hơn nữa. Cái chúng ta chú ý nhé. Hiện nay tôi thấy có một số, nói chung là rất nhiều giáo viên, nhiều nhiều cái tư duy trong ở trong trong cái môn tin học của chúng ta là hầu hết là khi các bạn cho học sinh làm một cái bài tin học nào đó, học sinh làm ra một lời giải xong là coi như là xong, là vỗ tay coi như là kết thúc. Và như vậy là không không hay lắm, mà nên cho học sinh tìm tòi tìm hiểu thêm nhiều cái thuật toán khác nhau đấy nhé. Chúng ta chú ý chỉ đến khi nào nó sang cái phần sau. Nhất là nó phiên sang những cái chủ đề về thi tin học sinh giỏi chẳng hạn, hay là gọi là nhìn gọi là lập trình thi đấu ấy, thì tôi sẽ nói kỹ hơn cái phần này. Đây là ví dụ hai. Tôi sẽ thêm một ví dụ nữa là ví dụ ba. Ví dụ ba để cho chúng ta thấy nó phong phú hơn nhé. Ví dụ ba là như sau. Ví dụ ba của chúng ta là cho trước a và b là các cái số nguyên, là các số tự nhiên lớn không, và tính
chúng ta tính cái gọi là GCD là cái ước chung lớn nhất của A và B. Đây là ước chung lớn nhất nhé của A và B. Đây là một cái bài rất là cổ điển, rất là cổ điển mà rất là thì tôi xin dạy một lời giải thôi. Một lời giải là như thế này nhé. Một lời giải là xong cái giải mà chúng ta làm như sau. Sao để lời giải rất đơn giản là chúng ta làm như sau, chúng ta đặt một cái vòng ngoài. Chừng nào mà A mà khác B, tôi viết như này nhé, A khác B. Tôi viết dưới cái dạng là tôi viết cái dạng là cho nó dễ hiểu nhé. Để tôi viết xóa cái này đi. Đấy, nhé. A khác B thì làm sao? A khác B ta làm như sau này. Chứ nào A khác B là nếu này if này. If mà chứ nào A khác B chúng ta còn làm nhá. If mà A mà lớn hơn B thì tôi lấy A tôi trừ đi B và tôi gắn lại A. Còn ngược lại nhé, else. L thì là tức là A nhỏ hơn B thì tôi viết B bằng B trừ A, và cái vòng lặp nó dừng lại khi mà A bằng B, và sau đó thì đó chính là nó là đáp số tôi output ra ngoài. Dùng lệnh là output cũng được, output nhé, output là A. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán đơn giản mô tả các cái bước để nhân như vậy. Nó có một một lệnh này, hai dòng này, đây là ba dòng này, đây là bốn này, đây là năm này, đây là sáu dòng, và nó rất là cũng rất là rõ ràng. Tất nhiên cái dòng này là chúng ta mô tả dưới cái dạng lệnh lệnh mà thì có thể hiểu được, cái vòng lặp là hiểu được, lệnh if if else là hiểu được, output ra là in ra màn hình đấy. Hình như đây là ví dụ 3. Thì các bạn thấy là như đây là một lời giải thôi, còn sau này các bạn thấy trong các bài sau cho thấy là cái bài này là bài có rất cái bài toán là tính ước chung nhất của hai số AB có rất nhiều lời giải khác nhau nhé. Đây lời giải này không không phải là lời giải tối ưu, còn có lời giải tối ưu hơn nữa. Nhưng mà tất cả chúng nó các bạn thấy đều là nó đều là những cái mô tả các cái lời giải, các cái thuật toán, chúng ta mô tả luôn cái cách mô tả thuật toán rất rất đơn giản như vậy đó. Thế bây giờ tôi sẽ sang phần tiếp theo, tôi mô tả các cái đặc tính rất quan trọng, các cái đặc tính của thuật toán. Tức là cái chính là thế này, nó mô tả chính cái bản chất hay cái định nghĩa của thuật toán ấy. Còn cái định nghĩa chính xác bằng lời thì mỗi sách giáo khoa là viết là có thể mỗi sách là tài liệu tham khảo là viết khác nhau. Tuy nhiên cái đặc tính này là đặc tính rất cơ bản mà ở bất cứ cuốn sách nào cũng nói. Tôi xin mô tả nhanh nhé. Tôi xin mô tả nhanh cái một chút rồi. Nó có mấy tính, thứ nhất nó gọi là tính hữu hạn, rồi tính khả thi trước nhé. Tính khả thi đây để hiểu là gì, là các cái bước phải được mô tả rất là tường minh và có thể thực hiện được, mà đây phải hiểu chính là làm máy tính có thể hiểu được và thực hiện được. Đây là cái rất quan trọng. Ở trong mô tả thuật toán chúng ta không được phép mô tả những cái từ ngữ như là dễ thấy rằng, suy ra, không không có cái từ đó. Trong toán học chúng ta suy luận thoải mái đúng không, trong tin học không có như vậy, thuật toán không như vậy, phải nói rõ là vòng lặp là như thế nào, lặp bao nhiêu lần đúng không nào, for i bằng bao nhiêu, hay lệnh while, lệnh gán, lệnh phép tính cộng trừ nhân chia, nhưng mà rất rõ ràng nó không phải như là môn toán. Môn toán có thể hiểu nó là tồn tại, dễ thấy rằng tồn tại số x thì sao cho thế này, thì không không thể không có chuyện như vậy. Như vậy là khả thi ở đây hiểu là toàn bộ thuật toán và mỗi bước của nó đều phải dễ dàng thực hiện và khả thi để máy tính có thể hiểu được, thực hiện ở trên máy tính. Tôi không mấy các bạn tự ghi là chép nhé. Cái ý thứ hai rất quan trọng là tính hữu hạn, quan trọng tính hữu hạn. Thì bạn đây để hiểu được hai nghĩa, một là cái số bước mà chúng ta mô tả nó phải là hữu hạn bước, cái thứ hai là toàn bộ cái thuật toán đó khi chạy nó phải dừng lại trong thời gian hữu hạn, chứ nếu mà cho nó có vòng lặp vô hạn thì là sai. Không thể có vòng lặp vô hạn mà chạy mãi không bao giờ dừng. Đã có vòng lặp vô hạn, đã có vòng lặp vô hạn thì phải có một cái điểm dừng ở bên trong. Đó, thì hữu hạn đây để hiểu như vậy là phải trong thời gian là hữu hạn.
Đó là cái tính đặc thù số 2. Đặc thù thứ ba là rất quan trọng, đó là tính xác định. Cái này là cái rất quan trọng nha. Tất cả các nền thuật toán mà chúng ta được học ở trong phổ thông ấy, và đa số khi mà sau này học sinh có học lên cao nữa, cũng là cái thuật toán của tính xác định. Còn tất nhiên là sau này các bạn thấy là trong tin học nó còn ngoài ngoài cái việc là xác định là nó còn có những toán bất định, nhưng mà chúng ta không quan tâm. Xác định là cái gì? Xác định là như sau này, là mỗi một bước như vậy là cái đầu ra đầu vào của mỗi bước là phải chính xác rõ ràng, và suy ra là toàn bộ thuật toán của đó là phải đầu vào như thế nào, đầu ra là phải hoàn toàn chính xác, phụ thuộc vào đầu vào. Nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi bước phải phải chính xác hoàn toàn, phải chính xác và xác định. Không có chuyện là mỗi bước là có thể này có thể thế kia. Và cái thứ hai quan trọng nhất là với mỗi một cái bộ input đầu vào, bộ input đầu vào này thì phải phải có phải ra được phải có một cái bộ phải có một cái bộ output duy nhất. Đấy, chúng ta chú ý nha. Một cái thuật toán mà lại ra vẫn là một dựa đầu vào, chạy lần này để ra một số A, lần hai ra số B thì là không còn là không được. Phải ra cái đầu ra nó phải là chính xác, phụ thuộc duy nhất vào cái bộ dữ liệu đầu vào đó. Thì cái đó là tính xác định. Thì tất cả cho chúng ta học, chúng ta dạy cho học sinh chúng ta trường đều là xác định hết đó. Một thuộc tính nữa, thứ tư là thuộc tính là nó phải có input và output, có input output. Cái này hiển nhiên, cái này trong nó phải có đầu ra và đầu vào chính xác rồi. Và cái thứ năm là cái tính chính xác kết quả, tính chính xác của output với yêu cầu bài toán, với yêu cầu của đề bài bài toán đó. Output không phải bất kỳ, output là phải là chính xác theo cổ bài toán. Bài toán là trong một dãy số tìm được hai số sau tổng tổng bằng không, thì đầu ra của nó phải là hai số trước dãy số đó và tổng bằng không. Chứ ra đầu đầu bài ra kết quả hai số tổng khác không thì là sai. Tổng bài đúng chính xác theo yêu cầu của bài toán. Là cái thứ năm nhé. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là nó thêm một câu nữa là tính hiệu quả. Những hiệu quả này thì chúng ta sẽ bàn sau. Những hiệu quả đó, thế nhưng mà đây là sáu cái đặc tính rất quan trọng của một thuật toán. Thì tất cả các cái đặc tính này đều đều rất quan trọng, và nó là khả thi này, tức là mô tả mỗi bước như vậy phải mô tả rõ ràng, máy tính có thể hiểu được và chúng ta có thể lập trình được. Tính hữu hạn là nó phải dừng trong thời gian là hữu hạn, không thể là vô hạn. Tính xác định là ở từng bước một và toàn bộ thuật toán, mỗi một input phải có duy nhất một output, không thể có chuyện là có nhiều output ra được. Rồi là phải có mô tả, phải có input và output. Rồi tính chính xác là cái đầu ra là phải chính xác theo yêu cầu của bài toán được đặt ra. Và thứ sáu là tính hiệu quả. Để tôi xin nói nhanh như vậy nhé. Như vậy đây là một số cái. Thực ra dùng sáu cái này để mô tả cái định nghĩa thuật toán thì là thực tế có chính xác hơn là dùng cái lời là dùng cái định nghĩa nào đó tổng quát, dùng tính sáu cái đặc thù này để mô tả cái định nghĩa của thuật toán. Được rồi, thì bây giờ tôi nói sang phần đi tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một tí cái quan hệ giữa những khái niệm là bài toán này, bài toán thực tế nhé. Sau đó là khái niệm là thuật toán này là cái gì này, và khái niệm là chương trình này. Cái này đơn giản thôi nhưng tôi sẽ làm lần nữa để chúng ta có cái hình dung nhé. Đây thì cái tưởng là sao, tức là bao giờ thuật toán cũng xuất phát từ một bài toán cụ thể đã đặt ra. Bài toán đó được xuất phát từ một bài toán thực tế. Đây thì đây là một cái bài toán thực tế nhé. Bao giờ từ một cái bài toán thực tế, được chưa?
Đó. Từ một đáp án thực tế này, chúng ta phải biến đổi nó đi, thay đổi và đưa ra dưới cái dạng mà máy tính có thể hiểu được để làm thuật toán, thì chúng ta đưa về cái mô tả của bài toán chính xác, mô tả bài toán chính xác cho máy tính, cho máy tính làm việc. Hay nôm na là đây là cái bước mà chúng ta biến đổi từ cái bài toán thực tế về một cái mô hình toán học mà máy tính có thể hay chúng ta đều có thể bắt đầu thiết kế được nhé. Từ đây rồi từ đây chúng ta mới bước sang tiếp theo, là cái bước tiếp theo là bước là thiết kế thuật toán. Chúng ta nó bước là có cái thuật toán này là chính là được mô tả để giải quyết cái bài toán này ở phía trên này, được chưa? Sau đó là có toán rồi thì chúng ta sẽ viết viết chương trình theo thuật toán trên. Đấy. Nhưng mà theo một ngôn ngữ cụ thể nào đó, để theo ngôn ngữ lập trình Python chẳng hạn, hay là C chẳng hạn nhé, chương trình. Đấy, thì như vậy nó trải qua bốn cái khung như vậy đó, được chưa? Đấy, các bạn chú ý nhé, đây này đó. Thì giữa cái đèn là cái gì? Đấy, thì tôi xin nói nhanh nhé. Nếu chúng ta mà đọc cái đề cương của bộ đấy, đề cương tin học của bộ, thì các bạn thấy đấy, một cái từ mà được dùng nhiều nhất ở trong nhiều nhất luôn ở trong cái trình tin học mới đấy của chúng ta, là cái từ là tư duy máy tính. Thì cái việc mà ở trong cái đề cương, toàn bộ cái đề cương chúng ta là cái môn tin học, là cái môn mục đích cuối cùng của môn tin học là trang bị cho học sinh cái tư duy máy tính. Thế là cái gì? Đây, thì ở trong cái phần này thì cái phần tìm tính chính nằm ở đây. Cái tư duy máy tính là cái gì? Là cái tư duy để giải quyết vấn đề, đưa các bài toán thực tế đưa vào thành cái bài toán mà máy tính có thể hiểu được, chúng ta để giải trên máy tính. Thì đó chính là tư duy máy tính. Và đây chính là cái tư duy rất quan trọng. À, một cái năng lực rất quan trọng dành cho là mục đích đầu ra của cái chương trình tin học 2018 của chúng ta, được chưa? Còn khi chúng ta có bài toán chính xác rồi mà cần cần phải mô tả thuật toán, thì cái phần này này cái phần này chính là nó gọi là tư duy thuật toán. Tư duy thuật toán. Nhưng mà cái tư duy thuật toán nó là một cái trường hợp riêng nhỏ hơn của tư duy máy tính, được chưa? Tư máy tính là nó rộng hơn nhiều, nó cả cả bên ứng dụng nữa, cả rất nhiều ở đâu cũng có một tư duy máy tính hết. Còn tư duy thuật toán là nó sâu hơn về cái định hướng khoa máy tính thôi. Đấy. Còn nó có thuật toán rồi mà chúng ta cần về cài đặt trên một chương trình cụ thể, thì phần này nó là tư duy lập trình. Chúng ta có ba cái từ khóa nhé, là tư duy máy tính, tư duy thuật toán và tư duy lập trình. Thì cái bức tranh này là chúng ta hình dung được, à như vậy là mỗi một cái tư duy vậy nó nằm ở đâu, tư duy máy tính thì nằm ở đâu, tư duy thuật toán nằm ở đâu và tư duy lập trình nằm ở đâu. Chúng ta thấy rõ nhé, tại vì phần này là phần rất là hay, rất là quan trọng của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy là như vậy chính là cái phần mà chúng ta học ở đây này. Hiện nay tôi đang nói là tôi chỉ các bạn là chính là cái phần mà định hướng về tin học, nhưng mà định hướng khoa máy tính thì chúng ta định hướng nó vào cái phần này đấy, đúng không nào? Còn cái phần này là đương nhiên phải biết rồi đấy, cái phần thi máy tính là đương nhiên là phải biết đó. Rồi thế bây giờ tôi lại nói thêm một chút về cái tư duy cụ thể hơn trong tư duy máy tính này. Nhưng mà đối với môn tin học là cái gì? Đây là chung của chúng ta nhé. Bây giờ tôi đi sâu hơn một chút nữa cái khái niệm là, như vậy là cái tư duy thuật toán, tư duy máy tính. Nhưng mà ở bên trong cái định hướng của máy tính, định hướng sẽ thì nó là cái gì? Định hướng CS nha. Thì đó là cái gì? Đó. Thì tôi xin đây là cái sơ đồ này là do tôi viết ra thôi. Tôi xin phép được đề xuất nhé. Thì cái tư máy tính này chúng ta có hiểu trong ở trong cái CS, định hướng CS nhé, kho máy tính nhé. Đấy, thì chúng ta có thể chia làm hai loại. Bên này tôi tạo gọi nó là cái nó gọi là tư duy STEM. Đấy, tạm thế là thế nhé. Còn bên này là tư duy thuật toán. Từ trước đây chúng ta chỉ nói về tư thuật toán thôi, chứ nó ít đã nói tư duy STEM.
Thật ra bây giờ là với cái hiện nay các bạn thấy là cái định hướng về làm phần mềm, định hướng ứng dụng, định hướng lập trình robot là có rất nhiều rồi, tức là thuật toán thôi. Nhưng mà thuật toán định hướng và cái chuyện là làm ra các sản phẩm cụ thể thì cái đó nó gọi chung là từ STEM, là nó rất rất quan trọng. Chứ không phải không phải chỉ gói gọi là thuật toán, tức là chỉ giải giải toán hay đi thi đấu thôi, không phải như vậy, bởi vì nó rộng ra hơn rất là nhiều lần. Như vậy quy hệ định hướng nôm na tư duy máy tính của chúng ta trong định hướng CS đối với môn tin học nó có hai hướng, một là tư duy STEM, hai là tư duy thuật toán, được chưa? Thì tôi sẽ nói tư duy STEM ta có thể chia làm hai loại nhỏ hơn nữa, một bên là cái tư duy là dùng là điều khiển robot, lập trình điều khiển robot. Đấy. Ở trong chương trình của chúng ta là trong cái chuyên đề tên 10 CS là nó có cái phần lập trình điều khiển robot, và nó phần đó nó rất là, vì nó là mới quá, nó sơ khai, cho nên là năm vừa rồi là ít nhà trường lựa chọn cái phần đó, được chưa? Trong thuật toán ở đây thì nói chung đa số mọi người đều, chúng ta đều hiểu từ xưa nay đều hiểu là chính là cái gọi là lập trình để giải toán. Đó, chúng ta đều hiểu lập trình giải toán từ trước đây, tất cả mọi người khi nói về thuật toán đều nghĩ là nó là lập trình giải toán. Nhưng mà thực chất ra nó còn có một cái mảng nữa rất quan trọng đây, đúng rồi đây. Thì cái này chính là cái đây là cái phần là thiết kế và lập trình phần mềm. Hay là trò chơi, phần giáo dục hay là các kỹ thuật số. Đấy thì cái này cũng là cái phần rất rất quan trọng, phần này là phần rất quan trọng mà từ trước chúng ta không để ý nhé. Cái phần này là phần chúng ta chưa bao giờ có cả, nhưng trong tương lai là sẽ có. Còn từ trước đây mọi người đều hiểu là tập toán tức là giải toán. Đấy. Và cũng nói luôn thế này, trong nhà trường của chúng ta ở Việt Nam chúng ta đều mọi người thời gian lập trình toán giải toán nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hiện nay đều hiểu là lập trình giải toán là dùng để đi thi học sinh giỏi, luyện thi thi học sinh giỏi, tức là tôi dùng cái từ gì là lập trình thi đấu, tôi dùng cái từ đó nhé, lập trình thi đấu, tức là lập trình sau đi thi đấu với nhau để có giải, để có giải. Đấy. Thì từ trước nay chúng ta đều hiểu như vậy cả. Nhưng mà thực chất ra là không phải, nó còn có một nhánh nữa ở đây bên này là lập trình giải toán ứng dụng, có đấy, thực ra là có đấy, mà mình không biết thôi, lập trình giải toán ứng dụng nhiều lắm chứ không phải không có nhé. Đấy. Nhưng mà thấy như vậy là cái môn tin học của chúng ta đấy, vì học máy tính ấy, đấy là nó phải như thế này cơ, rất nhiều như này. Mà từ xưa nay thì nói chung tôi thấy đa số giáo viên chúng ta đều cứ hỏi nhau luyện thi sinh giỏi như thế nào, tất cả cái tư duy trong đầu mọi người đúng nghĩa cứ dạy học sinh tức là dạy thi sinh giỏi, mà thi giỏi là phải đi đấu, phải được giải thì mới có ý nghĩa. Mà còn học sinh mà không 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 làm thuật toán giải toán mà không đi thi đấu thì không có giải thì vô nghĩa, vứt đi. Đấy, mọi người đều có đều từ trước đều có cái tư duy, theo tôi là hơi hơi bị lệch lạc là chỗ đó nhé. Thật ra cái phần này cũng rất quan trọng, phần này là phần rất quan trọng chứ không phải là không, nhưng mà nó chỉ là một phần ở trong cái bức tranh tổng thể của cái việc là tư duy máy tính trong định hướng CS thôi. Đấy, và còn rất nhiều các mảnh đất khác có thể khai thác, có thể hướng học sinh vào. Đấy, rất nhiều thứ, mà ngay cả cái hướng lập trình thi đấu này này còn rất nhiều vấn đề nữa, tôi sẽ nói sau phần sau, còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta hay bị lệch lạc, tôi nói sau phần này sau nhé, còn rất nhiều vấn đề nữa ở chỗ này. Đấy. Chứ không phải như này chúng ta hiểu hiểu hơi đơn giản quá nhé. Thế được rồi, để đây là cái bức tranh này, tôi muốn cho chúng ta nhìn thấy tổng thể nói chung. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo là tôi mô tả cái gọi là gì? Mô tả các cái gọi là các cái bước để thiết kế thuật toán và chương trình như thế nào nhé. Đây là một phần là cũng rất quan trọng, một cái phần này là nó khác biệt so với từ xưa này chúng ta vẫn nghĩ nhé. Đồng hồ giả thêm là các cái bước thiết kế thuật toán, tức là đã có cái đấy rồi, tức là chúng ta đã có cái bài toán rồi, bây giờ chúng ta thiết kế thuật toán và lập trình thiết kế thuật toán thì cái này, nhưng mà cái phần này là phần mà trong sách giáo khoa không có nhá, trên luôn.
toàn bộ cái phần này này, cái phần mà tôi nói đây này là sách giáo khoa không có. Đây từ đây này nhé, phần này là phần sách giáo khoa là có nhưng rất ít, không không có nhiều. Còn phần này là phần sách giáo khoa là nó không có trong sách giáo khoa, không có trong chương trình, và phần này cũng không có đâu. Tôi nói thêm ra cho chúng ta hình dung thôi. Và để phần sau này cũng vậy, cũng không có, mà nó chỉ có ở trong chỉ có ở trong dạy cho các lớp chuyên tin thôi. Nhưng mà cái việc dạy đó theo tôi cũng không thật chính xác, tôi xin mô tả lại nó chính xác hơn để cho chúng ta có cái để chúng ta có cái bức tranh tổng thể hơn, mà là theo tôi nó là chính xác hơn. Vì từ trước đến nay em từ từ xưa nay, vì sao từ xưa nay nó không chính xác? Vì từ xưa nay là tất cả cái môn tin học của chúng ta đều hiểu rằng gì, là học sinh chỉ học thuật toán để đi thi đấu thôi, chứ còn không ai nghĩ là học thuật toán, tức là học máy tính, không có. Mà từ xưa đến học máy tính chỉ là cái môn học của học đại học thôi đấy, chứ là cái khía cạnh thuật toán ấy, thì thuật toán mà của học máy tính ấy thì chỉ học ở đại học thôi, còn thuật toán ở phổ thông chỉ là thi đấu thôi. Chính như vậy cho nên là cái phần mô tả các bước này là nó không chính xác. Bây giờ tôi sẽ mô tả lại chính xác hơn nữa nhé, hơn để chúng ta có cái bức tranh chính xác hơn nhé. Rồi tôi mô tả này, thì các bước kế tôi đã tìm của nó là như sau này. Bước 1 là chúng ta là tìm hiểu bài toán, từ một này tìm hiểu bài toán. Thế vì sao bây giờ lại phải làm lại cái bước này? Bởi vì là tôi nói lại đấy, vì bây giờ nhá, lần đầu tiên thực sự cái môn học học máy tính được đưa xuống phổ thông, bạn thấy nhé, lần đầu tiên đấy nhé. Còn từ xưa nay chưa bao giờ có cái phần lớp 11 này, là cái phần kiến thức mà từ xưa nay học sinh chưa bao giờ được học, ngay cả học sinh trong trường chuyên cũng không được học. Đấy, đây là cái phần rất là mới. Cái phần này là phần mà từ xưa nay chỉ dạy ở trên đại học thôi, thì lần đầu tiên được đưa xuống phổ thông, mặc dù mức độ rất là đơn giản mà chúng ta cũng cũng nên biết. Như vậy là bước 1 là bước là tìm hiểu bài toán. Thì cái bước này gồm có các bước như là xác định cái miền dữ liệu của bài toán, xác định input output. Thì tôi biết ở đây là các bước nhỏ hơn nhé, vì là xác định cái miền xác định, xác định các cái miền dữ liệu hay miền xác định của bài toán, miền dữ liệu của bài toán hay xác định input output đó. Thì đây là cái phần xác định chính xác là input là cái gì, output cần phải cái gì, vâng. Thế từ thì bài toán này rồi chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo là chúng ta là thiết kế thuật toán. Đấy, phần này này. Thiết kế thuật toán. Thì cái bước này là bước là ngày xưa chúng ta cũng học như này, không có gì cả, không có gì khác so với ngày xưa. Thì bước này là bước gì? Bước này là gồm các bước sau đây, là cái bước là ví dụ như là thiết kế dữ liệu chẳng hạn. Thiết kế cấu trúc dữ liệu, đúng không? Cấu trúc dữ liệu này. Rồi chúng ta làm gì? Thiết kế thuật toán. Thiết kế thuật toán để giải cái bài toán trên nhé. Mà sau đó một việc rất quan trọng nữa là chúng ta phải biểu diễn, ta phải mô tả thuật toán, ta phải mô tả hay biểu diễn thuật toán. Phần này là phần quan trọng này. Đấy. Nên là phần trước kia không có đâu. Trước kia là chúng ta chỉ có là chúng ta thiết kế xong là chúng ta không cần ghi ra, chúng ta lập trình luôn. Còn bây giờ yêu cầu là phải biểu diễn thuật toán. Là chú ý nhé. Hay khác trước rồi đấy. Về chuyện này, chỗ biểu diễn này hay là mô tả là hơi khác trước rồi đấy nhé. Rồi. Sau khi mà chúng ta thiết kế thuật toán rồi, sang bước tiếp theo, chúng ta phần này là phần khác hẳn xưa này. Cái đây là phần rất là hoàn toàn mới nhé. Hoàn toàn mới là sau khi làm xong thì chúng ta phải có bước nữa là bước là chứng minh tính đúng của thuật toán. Đấy, cái phần này là phần trước kia là hoàn toàn không có nhé. Chứng minh tính đúng của thuật toán. Tính đúng của thuật toán. Đây là phần mà từ xưa nay không bao giờ có chuyện là chứng minh cả. Chỉ làm ra bài toán mà theo lý thuyết nhưng mà là đúng rồi, chúng ta cứ thế mà công nhận và chúng ta lập trình thôi nhé. Còn bây giờ thì không. Bây giờ là chứng minh tính đúng của thuật toán rất quan trọng. Bước này là bước rất quan trọng. Mà cái bước này là xưa nay là không được dạy, cũng không biết. Giáo viên cũng không biết. Lý do là vì chúng ta cái phần này là phần đều chưa đồng nghĩ là dạy ở đại học, phổ thông thì không cần, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ thì là khác rồi. Bây giờ là vì là sao, vì là
đã đưa cái chương trình đại học xuống phổ thông. Đấy nhé. Rồi bước tiếp theo nữa là gì? Một bước rất quan trọng nữa mà từ xưa chúng ta cũng bỏ qua là cái bước là phân tích thuật toán. Đấy, cái bước này còn rất là à, trước kia cũng hoàn toàn không có nhé, phân tích thuật toán là cái hoàn toàn là mới nhé, phân tích thuật toán. Thế đây là cái bước gì? Đây là cái bước chúng ta sẽ phải phân tích và làm được hai việc. Chúng ta phải tính được cái độ phức tạp thời gian của toán, tính được cái thời gian chạy của toán, tính được cái thời gian chạy thực hiện là thương hiệu là TN nhé, hay là cái độ phức tạp thời gian của thuật toán. Và cái thứ hai là cái bộ nhớ sử dụng, hay là cái độ phức tạp không gian của thuật toán, bộ nhớ sử dụng, ký hiệu là SN. Đấy. Thì cái bước này là bước là phân tích, là ta phải tính được cái TN và SN. Để chúng ta chú ý nhé. Thì đối với chương trình lớp 11 của chúng ta ở đây thì vì nó để đơn giản cho nên là chỉ dạy cái phần TN này thôi, chứ không dạy cái phần phần SN là không dạy. Một rồi nó rất đơn giản. Đấy, nhưng mà là có cái bước là phân tích thuật toán là có nhé. Nhưng mà đây lần đầu tiên là đưa cái này xuống dạy cho sinh phổ thông. Thầy cô chú ý nhé. Đấy, như vậy là từ xưa nay chúng ta chỉ dạy học sinh làm bài và kiểm và lập trình luôn, và kiểm tra bằng bằng test, đúng không? Bằng bằng các cái dữ liệu kiểm thử. Nhưng mà không phải, bây giờ là phải chứng minh, sau đó là phải đúng, sau đó phân tích thuật toán. Rồi sau bước tiếp theo nữa thì mới là cái bước gì, là cái bước lập trình, hay là cái đặt lập trình nhé, hay dùng từ là cài đặt thuật toán, trên một ngữ cụ thể nào đó, đúng không? Trên một ngữ cụ thể nào đó nhé. Thuật toán là toán trên trên C hay là trên Pascal hoặc là trên Python, đúng nào? Cài đặt xong chạy thử, sau đó chúng ta sẽ phải làm bước nữa là cái bước gì? Là cái bước chúng ta phải kiểm thử. Kiểm thử. Hay là dùng từ là test chương trình đấy, chúng ta phải dùng test chương trình kiểm tra xem nó chạy là có nhanh không, đúng hay không. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì bước này là bước gì? Bước này là bước phải làm như sao, là phải sinh các cái bộ dữ liệu test, sinh các cái bộ dữ liệu test, dữ liệu kiểm thử. Đó, thì chúng ta ở đây nhé, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là với cái lý thuyết mới chúng ta đã học ở lớp 1 năm nay này, thì cái việc mà sinh test là nhiệm vụ của người ra đề đấy, nhiệm vụ của chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ cứ bảo tôi cho tôi cái đề rồi tôi xin đề nghị anh cho tôi cái bộ dữ liệu test ấy nhé. Không được, mà chúng ta là phải sinh ra, phải tự sinh được. Mà cái việc sinh này là hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán. Thuật toán là như thế nào thì mới sinh bộ test được như vậy, chứ không không phải là sinh một cách là bừa bãi nhé. Cái việc sinh này là phụ thuộc vào cái tính và cái độ phức tạp của thuật toán ra làm sao. Cái này cho học sau một lát nữa nhé. Như vậy là phức tạp. Như vậy là cái kiểm thử là gì? Kiểm thử, nếu mà kiểm thử là dùng để kiểm tra xem chỉ có đúng không, như vậy kiểm thử đấy là cho thấy là nó sai, chúng ta có thể quay lại kiểm tra xem là cái gì có đúng hay không. Được chưa? Đó. Tôi thêm nhé. Để tôi thêm một chút này. Phần chứng minh. Chứng minh khi tôi chứng minh mà chứng minh mà nó là mà, nếu nó sai chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ phải quay lại đây để thiết kế lại thuật toán. Nếu mà chúng ta kiểm tra thấy nó sai, nhưng mà đều có cái vòng lặp như thế này. Đấy. Phân tích cũng vậy, khi phân tích cho thấy nó không hay lắm hay nó bị sai, chúng ta có thể quay lại. Đây có bước quay lại đây nhé, đó quay lại đây. Khi mà chúng ta kiểm thử dữ liệu, kiểm thử trình mà thấy nó sai thì có thể là sai do lập trình, cũng có thể ra thuật toán, thì chúng ta có thể quay lại đây. Đấy, anh đây thêm lên ở đây nhé, đây. Đấy, như vậy là bản thân sự đồ nó phải như thế này cơ. Đấy, chúng ta tôi vẽ nhỏ lại cho anh dùng. Đấy, nhé. Như vậy là tìm hiểu bài toán này. À, đó là cái xác định các cái biến dữ liệu của bài toán này, xác định input output này, sau thiết kế thuật toán. Phần này là phần chính này. Thì vừa chúng ta thiết kế thiết kế dữ liệu, thiết kế thuật toán và biểu diễn và mô tả thuật toán. Được chưa? Phần này là phần rất quan trọng. Sau chúng ta phải chứng minh là thuật toán này là đúng. Đấy, cái phần chứng minh này làm chung là khó. Mà trong quá trình của chúng ta thì cũng chỉ nói sơ sơ trong trong quá trình lớp 11 này cũng không không yêu cầu học sinh phải chứng minh đâu. Nhưng mà theo tôi thì
giáo viên cũng nên biết mà cũng nên cho học sinh mà giỏi ý. Giỏi mà nên nên tìm hiểu và nên biết cái phần này là phần nằm hơi ngoài chương trình một chút. Phần tiếp theo là chứng minh đúng rồi thì chúng ta sang bước theo là phân tích. Phân tích này nó bảo đảm rằng nó kiểm tra xem là toán này chúng ta làm cái toán này là tối ưu hay chưa. Chúng ta phân tích nó. Phân tích thì bằng có hai cái bước, một là bước là tính cái thời gian chạy của thuật toán là TN, hai là tính cái bộ nhớ không gian sử dụng là bao nhiêu gọi là SN. Thì hay ta dùng cái từ là tính cái độ độ phức tạp thời gian và không gian của thuật toán. Công trình này trong công trình này chúng ta làm mà nếu mà sai chúng ta quay lại chúng ta sửa lại đây, nếu mà chứng minh là nó sai rồi thì quay lại đây sửa, phân tích thấy nó sai rồi quay lại chúng ta sửa. Sau đó tiếp theo là lập trình, cái là cụ thể trên một ngữ cụ thể lập trình Python hoặc là Pascal. Lập trình xong chúng ta phải kiểm thử, bắt bắt phải kiểm thử rồi, kiểm thử thấy sai thì có thể do lập trình cũng có thể là do thuật toán luôn đấy, được chưa nào? Đấy, cho nên đây là cái chỗ, đây là cái, nhưng mà cái thứ tự này là tức là nó khác biệt, rất khác biệt so với ngày xưa. Ở các phán ở ngày xưa chúng ta làm mà hầu như là không có hai cái này, là không có này đấy, hai bước này là ngày xưa là hoàn toàn không có nhé, đi thẳng từ bước thiết kế thuật toán sang bước sau cùng luôn. Nhưng bây giờ là khác rồi, bây giờ chúng ta là có cả cái phần ở giữa nữa. Để các thầy cô thấy chú ý nhé. Thì đây là một trong những cái phần mà nó rất là khác biệt so với cái mà chúng ta hiện nay đang có nhé. Một ý quan trọng là như này nhé, là kiểm thử cái ở trong buổi này có thấy không? Cái việc kiểm thử này, cái việc kiểm thử này không chứng minh là thuật toán là đúng nhé. Kiểm thử này chỉ có ý nghĩa là chúng ta càng kiểm thử nhiều thì chương trình chúng ta là càng 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 tin cậy thôi, chứ kiểm thử này không hề có tính năng là chứng minh thuật toán đấy, đây không hề có một sơ đồ nào quay lên đây cả. Cho nên là cái việc kiểm thử này một màu thì nó làm ra cho test cho 100 test đúng cả 100 chưa chắc chương trình đó đã đúng đúng hoàn toàn đấy. Chúng ta nhớ nhá, muốn kiểm tra chương trình đúng bắt buộc phải chứng minh nó đúng bằng 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 toán học. Đây là cái điều rất là khác biệt so với ngày xưa đấy. Từ xưa nay chúng ta cứ cho sinh làm và test thôi, test xong ngay cả test ở trên kỳ thi thông qua các phần mềm test thử đấy đúng thì là xong, coi như là đương nhiên là bạn em là làm đúng rồi, nhưng mà chưa chắc nhé. Chúng ta chú ý nhé, muốn chứng minh một cái chương trình một toán mà đúng thì phải chứng minh nó bằng toán học thì mới là đúng, còn chưa chứng minh được kiểm thử chỉ để khẳng định rằng cái chương trình đó nó rất tin cậy, rất là hay, rất là tốt, nhưng mà chưa chứng minh được nó là đúng. Cho nên nếu yêu cầu và cần chứng minh nữa thì mới là đúng, thì cần phải chứng minh bằng toán học. Cho bạn thấy như vậy cái sơ này là nó khác hẳn so với sơ đồ ngày xưa chúng ta vẫn làm, khác hẳn so với cái mà chúng ta biết từ xưa này. Đây là một điểm theo tôi nó rất là một cách mạng rất lớn luôn, chúng ta rất chú ý. Thì trong trình của tôi sẽ cố gắng chứng minh một số những cái bài toán, một số toán quan trọng sẽ chứng minh. Còn mai kia tôi sẽ định mở một cái lớp là chuyên dạy cho học sinh giỏi đấy, thuật toán ấy, thì phần đó tôi trong lớp đó tôi chứng minh rất cụ thể tất cả thuật toán đều được chứng minh hết để cho thấy rõ phải chứng minh được nó đúng thì chúng ta mới yên tâm mới có thể lập trình được. Còn kiểm thử chỉ là cái công tác là tăng cái độ tin cậy của chương trình thôi, nó không chứng minh hết, nó không phải chứng minh nhé. Đó thì chúng ta chú ý đây là phần rất quan trọng nhé, theo tôi là rất quan trọng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ đây là ở đây có phần rất quan trọng khi chúng ta mô tả thuật toán, khi chúng ta mà có cái biểu diễn thuật toán rất quan trọng, là mô tả thuật toán rất quan trọng nhé. Ở đây có cái gì đây, đây nó bị trôi ở chỗ này. Rồi bây giờ sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ tôi đã sang cái phần là cái mô tả hay là biểu diễn thuật toán. Mô tả biểu diễn nhé, thuật toán ở đây là phần rất quan trọng luôn nhé, rất quan trọng đó. Khi chúng ta mà ra cái thuật toán này chúng ta phải viết nó ra để cho người khác hiểu được cái phần ý nghĩa của việc mô tả này, là phải viết nó ra để người ngoài đọc và hiểu được thuật toán đó, để ai cũng thể hiểu được. Đấy, thì bao giờ khi mà viết thuật toán chúng ta cũng phải phải mô tả nó, phải biểu diễn nó.
Đấy, thì đây là phần rất quan trọng nhé. Cái này là cái mà từ xưa nay chúng ta cũng không để ý. Nói chung là chúng ta cho sinh làm bài tập thôi, vào sinh làm bài tập bằng cách lập trình thôi. Chứ chưa bao giờ, rất là ít khi mà chúng ta yêu cầu sinh là em hãy trình bày lại cái thuật toán của em. Rất ít khi có. Cho nên cái khả năng trình bày của học sinh viết ra giấy hay viết bằng viết lên bảng là rất là hạn hữu, rất là không có cái tư duy đó. Trình bày của học sinh là rất là yếu. Chỉ lập trình thôi. Từ xưa nay chỉ là định hướng thuật toán là chỉ tập trung vào cái việc lập trình thôi, thì kỹ năng trình của em rất là tốt, rất là hay, nhưng mà các em mô tả đi, biểu diễn đi thì hầu như không không làm được. Đấy, thì đây là bây giờ cái yêu cầu mới là bây giờ là bắt buộc học sinh là phải không phải mô tả toán rồi chúng ta phải biểu diễn được nó như thế nào. Đấy, thì là cái phần mới nhé, phần này là phần rất là mới, là khó mà giáo viên chúng ta cũng phải học để chúng ta biết. Đấy, thì đây là phần theo tôi là phần rất quan trọng, cái điều khác biệt so với ngày xưa. Rồi, thì mô tả thuật toán thì có ba cách, thực tế ta hay làm cả, có ba cách là hay dùng nhất, có ba cách nhé. Cách thứ nhất là mô tả bằng liệt kê, mô tả bằng liệt kê các bước. Tôi mô tả cái là liệt kê vo gạo đấy nhé, thổi thổi cơm đấy, mô tả bằng liệt kê các bước. Thì đây là cái cách mô tả là cổ điển nhất, nhưng mà hiện tại bây giờ người ta ít ít sử dụng. Nhưng các bạn thấy cái cuốn sách là một trong cuốn sách rất nổi tiếng nhất về thuật toán của Donald Knuth ấy, cuốn sách có tên là Kỹ thuật lập trình ấy. Cuốn sách đó, cái ông tác giả đó là một người nổi, cái ông Donald Knuth này là cái Knuth này là cái ông này có hiểu hiểu đó là cha đẻ của cái môn khoa máy tính mà chúng ta vẫn đang học bây giờ, là cha đẻ đấy. Thì ông này đến bây giờ ông ta vẫn viết sách bằng cách là mô tả liệt kê các bước. Ông này không không thích mô tả bằng các kiểu khác, ông này cứ vẫn cứ trung thành với kiểu cũ này. Thì các bạn mà đọc sách của ông ta các bạn sẽ thấy rất là rõ chuyện đó nhé. Cách thứ hai là chúng ta sẽ mô tả bằng sơ đồ khối, mô tả bằng sơ đồ khối, sơ đồ khối. Và cách thứ hai này rất ít người dùng nhé. Cách thứ nhất cũng ít người dùng, trừ cái ông tác giả nút ra thôi, còn lại không hay dùng. Và cách thứ ba mà cách hay dùng nhiều nhất, cách thứ ba là sử dụng gọi là mã giả để mô tả, cái mã giả hay tiếng Anh nó gọi là pseudo pseudo code, tức là một cái hình thức vẫn là viết như là lập trình ấy, nhưng mà không phải lập trình chính thức chính xác, mà là hơi hơi chính xác thôi, nó gọi là giả, gọi là mã mã giả pseudo code. Thì cách này là cách là hay dùng nhất đó. Thì các bạn nè, thì hiện nay em để tôi cho các bạn xem cái em được trong tất cả các cái sách mà tôi viết ấy, đều có cái phần là mô tả cách sử dụng mã giả như thế nào nhé. Ví dụ như chúng ta lấy ví dụ sử dụng mã giả, chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta dùng cái lệnh viết lệnh giống như lệnh lệnh ở trong Pascal, trong C thôi. Ví dụ như là lệnh gán nhé, chúng ta x thì bằng 10 là lệnh gán này. Lệnh lặp chúng ta dùng lệnh for i bằng 1 to n đúng có gì đó đúng không? Đấy, hay lệnh if này, sau đó thì là else này, if một cái điều kiện đúng không nào? Một cái điều kiện sau đó là một cái lệnh lệnh 1, sau đó là else lệnh 2. Đấy. Hoặc chúng ta có thể dùng cái lệnh if tổng quát là như thế này, là if điều kiện đấy, sau đó là lệnh lệnh 1, sau đó là else, nhưng mà là else if điều kiện nữa ở đây đấy, sau lại lệnh nữa đấy, lệnh nữa. Thì cái lệnh này là cái lệnh if này là cái mã giả này là nó là giống như là cái lệnh if của Python đó. Có thể có nhiều mức else if, cuối cùng nó là else, lệnh lệnh n đấy, ví dụ như vậy. Đấy là cách chúng ta mô tả nhé. Hoặc ta dùng mô tả dùng cái lệnh là làm là while 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 một cái điều kiện nào đó, xong rồi các lệnh đấy, ví dụ thế nhé. Thì đây là cái là dùng mã giả. Thì tôi trong khi mà trình bày tôi rất hay dùng cái mã giả này. Tuy nhiên theo tôi còn một cách thứ tư nữa đấy. Thì trong cuốn sách giáo khoa một khi mà tôi viết ấy, thì tôi dùng cách thứ tư này. Vì sao cách thứ tư này tôi sẽ ngay bây giờ.
Cách tư là cái gì? Cách thứ tư này là cách mà vẫn là ở khuôn dạng như là mã giả thôi, nhưng mà tôi dùng luôn lệnh của Python. Đấy. Là gì? Chúng ta cách tư là chúng ta dùng luôn, dùng sử dụng dùng lệnh của Python, dùng lệnh của Python để mô tả. Để mô tả thuật toán. Thì vì sao có cái thứ tư này là vì như thế này. Vì bản thân cái ngôn ngữ Python nó rất là giống thuật toán rồi, nó giống hoàn toàn. Cho nên các bạn nhìn vào nhìn vào một cái cuốn sách mà nó mô tả mã giả, bây giờ thấy nó gần gần, gần giống Python lắm. Nó chỉ khác Python là nó không không có cái từ dép chẳng hạn. À, hay là nó không có dấu hai chấm sau lệnh if chẳng hạn, thế thế rồi còn lại nó giống hệt. Cho nên là tôi nghĩ theo tôi là dùng luôn lệnh Python mô tả thuật toán là chính xác nhất, vừa dễ hiểu với các bạn là các bạn cũng phải học Python rồi mà, và về nhưng mà cái khai Python hay là nó xuống dòng thuộc vào rất đẹp, rất là chính xác đúng thuật toán. Cho nên là trong cuốn sách giáo khoa mà tin 11 mà các bạn vẫn tôi sẽ có đấy, cuốn tin 11 này, cuốn sách giáo khoa chính của cuốn chuyên đề chúng ta, thì tôi nhà xuất bản dụng Hà Nội Việt Nam đều dùng cái là sử dụng chính lệnh Python để mô tả thuật toán. Thì như vậy tôi đưa vào cách thứ tư nữa nhé. Thật cách tư này là giống lệnh ở trên thôi, không gì khác như được cả. Nhưng mà lệnh for này thì tôi sẽ viết thành là for i in range n, thế thôi đó. Nên nó có hai chấm nữa ở đây. Đấy. Lệnh if thì y hệt luôn, chỉ có lệnh else 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 if này thì tôi dùng cái lệnh này, cái else if này, else if này thì trong Python nó chính là lệnh là else e là if như này đấy. Như vậy là nó cách viết cái Python nó hay của nó là gì? Hay của nó là nó dùng dùng ngôn ngữ Python để mô tả thuật toán thì là vô cùng thuận tiện, vô cùng chính xác mà ngắn gọn, mà giống hệt các cái lệnh mã giả mà từ xưa đến các tác giả cũng đang dùng. Cho nên là hiện nay là không chỉ có một rất nhiều sách giáo khoa, rất nhiều các tài liệu của thế giới họ đã chuyển sang là dùng ngay ngôn ngữ Python để mô tả luôn thuật toán. Thì hiện nay tôi đã làm như vậy nhé. Hiện nay trong sách giáo khoa của chúng ta là dùng cái này rồi chứ không cần thiết phải qua một cái mã giả trung gian nữa. Nhưng mà tôi khi mà tôi dạy trên lớp này tôi vẫn xen kẽ dùng cả hai kiểu, vừa có thể dùng cả mã giả theo cái kiểu viết như thế này, theo kiểu viết là for i bằng 1 to n thì nó quen tay rồi mà. Thế nên cái này là giống giống C, giống Pascal, giống Java, hoặc đôi khi cũng dùng là for i in range cũng được. Hai cái này là giống nhau. Đây là cái cách viết này là cách viết của Python, cách viết này là cách viết cho giống như là Pascal, như là Java, đúng không nào? Còn if else giống hệt nhau, if else giống hệt như là Python, lệnh while này cũng giống hệt luôn, không cái gì cả. Lệnh gán nó càng giống hệt nữa, lệnh gán đúng không? Gán này càng giống hệt. Đó thì đó là một vài cái ý nhé. Hình như vậy đây là những cái cách mô tả biểu hiện thuật toán rất rất rất, rất quan trọng, thì chúng ta phải mô tả được, được chưa? Đó. Thế bây giờ tôi có một vài cái vài ví dụ nhé, ví dụ để mô tả, ví dụ mô tả thuật toán nhé. Ví dụ một này nhé. Bài một là ví dụ cho cần tính cái tổng, cần tính tổng 1 cộng 2 cộng cộng n. Nhưng mà đây chúng ta là input của chúng ta đây là n đúng không nào? Đấy. Thì bài này rất đơn giản như sau nhé. Đây tôi mô tả thuật toán này. Thế nhé, tôi viết là đầu tiên tôi viết là s bằng 0 này, là đặc biệt s bằng 0 nhé. Xong tôi viết là for i bằng 1 to n. Đấy, như vậy viết theo kiểu cũ nhé. Đấy, n. Sau đó là xuống dòng là s thì bằng s cộng với i. Đấy, thấy không nào? Như lệnh for này cũng xuống dòng thuộc vào giống như Python, chỉ khác ở đây là không dùng cái lệnh là for i in range n mà là 1 n thì phải là gì? Phải là for i in, đây là tôi viết lại, nhưng có thể đây là chỉ cái em đây là tôi kiểu này dùng chỉ cái em cái gọi là comment nhé, thì viết dạng là Python như này: for i in range từ 1 đến n cộng 1, đúng không nào? Hai chấm. Đấy. Xong rồi bây giờ chúng ta return return s. Đấy. Đây chỉ là cái thuật toán nhé. Lệnh thứ nhất này, lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba. Các bạn chú ý khi mô tả
khi mô tả pseudocode thuật toán bắt buộc đánh số lượng các cái dòng để sau này chúng ta sẽ phân tích nó rất quan trọng. Thì số 1, 2, 3, 4 là bắt buộc phải làm nhé. Đó, là tập có thói quen đi. Tập thói quen là tất cả các cái chương trình hoặc là các cái phần mô tả thuật toán đều viết dưới cái dạng là những mã giả như thế này và đánh số các cái dòng dòng lệnh. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang ví dụ sang cái bài số 2. Bài số 2 nhé. Bài số 2 đây. Bài số 2 là như sau, tức là cho trước cái dãy A gồm n phần tử, vì cần gì, cần tính tổng các cái số các phần tử chia hết cho ba của hai, chia hết cho ba trong A. Đấy, một bài tập đơn giản như vậy thôi. Bài này thì rất dễ rồi. Như bài này có thể tôi mô tả bằng pseudocode như bình thường hoặc là mô tả bằng Python cũng được. Nhưng tôi thử mô tả bằng pseudocode để các bạn thấy như nào nhé. Đây. Như A của n là phần tử. Khi mà chúng ta mô tả một cái mảng A đấy, n là phần tử thì có hai cách. Cách thứ nhất là tôi mô tả chỉ số từ 0 đến n trừ 1. Giống như là Python, giống như là C. Cũng có thể tôi mô tả chỉ số từ 1 đến n cũng được, đó là tùy chúng ta, hai cái đó là tương đương nhau. Nhưng mà khi mà tôi viết thường thường tôi sẽ dùng cái cách mô tả chỉ số từ 0 đến n trừ 1 cho nó dễ, cho nó cảm giác thuận tiện hơn với lập trình Python. Cho ta làm như sau nhé. Đây, cái làm là như thế này. Đây, chúng ta làm tính tổng, chúng ta cho cái s bằng 0 này, đúng không nào? Sau đó chúng ta là như sau, chúng ta dùng lệnh là for i in, tôi viết luôn bằng dễ nhé, range n đây. Đấy, đúng không? Viết dưới dạng là khi viết dưới dạng mà dù viết là for i in range này, có thể hai chấm không sao, mà hai chấm cũng được, bỏ đi cũng không sao, đến là nó là pseudocode này, cho phép chúng ta có thể hơi sai một chút không sao, đúng không nào? Thì ta viết lại là if, đúng không nào, if ai chia hết cho ba thì if ai y nhé, chia hết cho ba, thì viết bằng chữ tiếng Việt nhé. Khi mà chúng ta viết pseudocode đấy là cho phép viết chữ bằng tiếng Việt trên đó, hoặc nhưng mà chúng ta muốn chính xác là như này, if a y chia cho ba bằng không đấy. Chính xác như vậy, còn viết là ai chia cho ba thì cũng được nhé, thì ta viết là s gì bằng s cộng với ai. Được chưa? Bằng. Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ return, có thể dùng cái từ là gì, là output ra cũng được, return s. Đây chính là cái đoạn thuật toán để mô tả kia. Đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này, đây là năm rồi. Đấy. Rất quan trọng khi chúng ta đánh số nhé. Đây các bạn chú ý nhé. Đây. Này. Đây dùng không ạ nhé. Đây. Tôi sẽ mô tả thêm một toán nữa nhé. Toán này là phần sau sẽ học, trong chương trình sẽ học rất là kỹ toán này. Được, tức là gì? Là cho trước dãy A, dãy số A. Bìa cần là cần sắp xếp dãy A, cần sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Thì viết luôn là theo thuật toán sắp xếp chèn, vậy thế nhé, sắp xếp chèn. Đấy. Thì cái toán sắp chèn tôi sẽ nói ở phần sau, tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng bây giờ tôi mô tả luôn thuật toán thôi, là thấy nhé, nó chỉ là như này thôi nhé. Thì tôi viết luôn nha, tôi viết luôn cái từ của nó là insertion sort đấy, à nhé, là những gì như sau thôi. Tôi cho mà for i in range từ 1 đến n, từ vị trí thứ hai cho đến vị trí cuối cùng. Thì vị trí thứ hai ở trong đối với Python đó là chỉ số 1 đến n nhé. Đó, n theo như sau này.
tôi lấy ra cái phần tử đặt G bằng Y đấy, bằng Y nhá, và tôi kiểm tra AG này, tôi kiểm tra, tôi sẽ đặt AI này đúng vào đúng vị trí của nó ở vật thử phía trước này, tôi viết ra đây nhé, A0 này, A1 này, A2 này, AI này, được chưa? Đấy, thì cách làm chúng ta lấy cái này ra và ta chèn nó vào cái vị trí đúng vị trí ở trước đó. Nhưng mà chúng ta phải kiểm tra cái phần thử này với thì trước đó nó nhỏ hơn, ta sẽ một chỗ nhé. Thì đây là như sau này, oai như có làm oai nhé, g lớn hơn không n, đồng thời nhé, đồng thời là a g mà nhỏ hơn a g chỉ một phần tử trước đó thì chúng ta đổi chỗ, dùng tiếng Việt thôi, đổi chỗ nhé, đổi chỗ là a g phẩy a g chỉ một, sau đó chúng ta sẽ cho g chỉ một, cho g bằng g chỉ một đó. Thì đây chính là cái thuật toán đơn giản. Phần này sau này tôi sẽ nói kỹ hơn nhé. Trong chương trình của chúng ta là trong chương trình của lớp 11 là có hẳn hẳn một bài học là mô tả riêng về các thuật toán sắp xếp để dãy số, nó quan trọng. Đây là phần toán thêm để chúng ta nhân, đây nó có một này, hai này, ba này, bốn này, đây là năm năm lệnh nhé, đơn giản thôi đúng không? Như vậy là lấy cái phần phần tử thứ y đó, chúng ta sẽ phải chuyển, chúng ta phải chèn nó vào vị trí đúng ở phía trước bằng cách là ta so sánh với phần tử trước đó, nếu mà nhỏ hơn chúng ta sẽ đổi chỗ. Cứ như vậy thì khi nào mà không nhỏ hơn thì thôi thì dừng lại. Đó. Thì đó là cách, đây là cái cách làm mô tả đơn giản nhất của thuật toán này. Đó. Thì cái này lát này chúng ta giữ lại để lát nữa tôi sẽ phân tích cái toán này là như thế nào. Được chưa? Rồi, thì như vậy chúng ta vừa hình dung là như vậy chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải phải đưa ra một toán, chúng ta sẽ phân tích thuật toán nhé, chúng ta sẽ phải là chứng minh thuật toán, phân tích thuật toán, được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sang cái phần nào. Như vậy từ đây là xong cái phần đầu tiên là khái niệm thuật toán rất đơn giản thôi, mà tôi nói bây giờ chúng ta sang phần thứ hai của cái bài hôm nay nhé. Phần thứ hai hôm nay lại không kịp, hôm nay chúng ta không 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 kịp thời gian, để lại phải cái một phần này là phải có 2 buổi mất, không sao đâu. Phần này theo tôi là rất quan trọng, chúng ta hãy cẩn thận, tôi nói cẩn thận để chúng ta có thể hiểu được chính xác cái này, để sau này chúng ta sẽ, vì cái phần này nó xuyên suốt tất cả toàn bộ tất cả phần sau này lớp 11 và lớp 12 nữa, tất cả đều đều xoay quanh thuật toán hết, và tất cả đều nó đều bắt đầu vào từ, ví dụ như những tuổi như thế này nhé. Rồi thế bây giờ tôi sang phần thứ hai của cái phần hai của chương trình đấy, của chương 2 đấy, là tôi nói về cái độ phức tạp, hay là độ phức tạp, độ phức tạp tính toán của thuật toán. Đây là một trong những cái phần mà rất nặng luôn nhé. Phần này là sẽ trong chương trình là có hẳn 3 bài. Thế trong trong cái phần thuật toán này thì trong chương trình của lớp 11 là có 4 bài. Thì cái bài đầu tiên là bài vừa tôi đã xong phần rồi, là cái bài đầu tiên, còn 3 bài sau liên quan đến độ phức tạp trong thuật toán và cách tính độ phức tạp này như thế nào. Thì là phần số 2 đây nhé. Đó, phần này thế cơ phần này là phần phần quan trọng. Mà trong sách giáo khoa thì do là cái số lượng cái số tra nó quá ít, cho nên là bắt buộc phải trình bày gọn lại rất nhiều khái niệm, rất nhiều phần quan trọng là phải bỏ qua. Thì ở đây tôi sẽ cố gắng nói kỹ hơn để chúng ta thấy nhé, là nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên là phần này có vài cái ý rất quan trọng nhé. Đầu tiên để nói về độ phức tạp thuật toán ấy, tính toán của thuật toán ấy, thì chúng ta phải hiểu cái một số định nghĩa trước đã nhé. Đây thì tôi đưa ra cái phần phần đầu tiên này, tôi gọi là phần một nhỏ nhé, là một số cái mà một số định nghĩa quan trọng, quan trọng một số định nghĩa quan trọng nhé, liên quan đến thuật toán, được chưa?
Rồi, thế bây giờ tôi mô tả như này nhé. Khi mà chúng ta mà cái khái niệm đầu tiên là khái niệm bài toán. Đây, khái niệm bài toán. Được chưa? Khái niệm bài toán. Khi mô tả một cái bài toán để chúng ta tính thuật toán ấy, thì bao giờ chúng ta có phải bài toán đó cũng phải được xác định trên một cái miền xác định nào đó. Đây, cái này nó gọi là miền xác định của bài toán. Rất quan trọng nhé, miền xác định. Bạn đợi một chút nha. Là miền xác định của bài toán rất quan trọng nhé. Hay là miền xác định mình nó có thể nó rất lớn, rất lớn. Ví dụ như cái bài là tôi lấy ví dụ như cái bài cái bài cho trước một cái dãy số xong là sắp xếp chúng theo thứ tăng dần thì miền xác định của nó là một không gian là n chiều, n chiều mỗi một chiều như vậy là một tập hợp các số thực rất rất lớn. Hay là cái bài mà tính ước chung nhất của hai số m và n ab chẳng hạn thì miền xác định của nó là tập hợp các cái số 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 số, số nguyên dương nhưng mà là hai chiều a và b. Được chưa? Đó thì miền xác định này là thì chúng ta sẽ phải có một cái bài toán phải có cái input và output, mà input của nó là một cái bộ số như này x1 x2 xn này, đây nó là input. Đấy. Thì bài toán nó phải đưa ra được yêu cầu là phải ra được cái một cái input, một cái output i1 i2 im. Đấy, chúng ta chú ý nhé, tổng quát luôn đấy, những cái này là output đó. Thì chúng ta chú ý khi cái đó là cái số n này sẽ được gọi là kích thước đầu vào của bài toán. Chúng ta chú ý nhé, kích thước đầu vào. Mỗi bài toán là có một kích thước đầu vào cố định làm số thì n nào đó nhé. Nếu cái bài là tính tổng một đi n thì bài đó chỉ có một đầu vào là chỉ là một kích thước là n một thôi. Có cái bài sắp xếp một dãy số thì nó sẽ là gì, nó sẽ n đang bằng n. Một cái bài ta lấy ví dụ nhé, ví dụ cho ta thấy nhé, ví dụ này cái bài là tính tổng 1 cộng 2 cộng n thì kích thước của nó là bao nhiêu, là chỉ có một, tức là một số là n. Cái bài tính ước chung nhất của hai số GCD của AB n bằng mấy, n sẽ bằng 2 thôi nên chỉ có hai số AB. Hay là cái bài là sắp xếp dãy số n phần tử thì đầu vào của nó sẽ là kích thước đầu vào đó là n. Bạn thấy không nhé? Đấy, như vậy cho thấy là nó rất là khác nhau. Rồi, thế thì cái mà mỗi một cái bộ x1 này, x2, xn này, xn này và đầu ra của nó là phải là i1, i2, im nào đó. Đây là input nhé. Đây là output nhé. Đấy. Thì một cái bộ như này này, một cái bộ như này thì người ta gọi nó là một cái thể hiện của bài toán. Người ta gọi là một cái thể hiện của bài toán. Một từ mới đấy nhá, một cái thể hiện quan trọng luôn. Một thể hiện của cái bài toán ban đầu. Đấy, như vậy có khái niệm bài toán này, khái niệm là thể hiện của bài toán này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây là từ rất quan trọng luôn. Cái từ thể hiện thì anh nó là instance nhé. Instance rất quan trọng. Như vậy mỗi bài toán là nó có cái miền xác định và trong miền xác định đó là có rất nhiều những cái thể hiện, những cái thể hiện. Được chưa? Đấy. Một thể hiện thì một cái bộ input như vậy, một cái bộ dữ liệu, một cái bộ in một x1 x2 xn, một cái bộ tập hợp như vậy, cái bộ này người ta gọi nó là một cái bộ test data, làm hay là một cái bộ dữ liệu ban đầu, một cái bộ dữ liệu input, hay còn gọi là một cái bộ nó gọi là một cái bộ test data, đúng không nào? Hay là dùng một từ nữa là cái bộ dữ liệu kiểm thử, tính dùng cái việc một cái bộ dữ liệu kiểm thử.
được chưa? Đó. Thì như vậy là mỗi môn kiểm thử là nó phải ra được một cái output, đúng không nào? Đó. Đấy, như vậy là một bài toán của chúng ta là nó có rất nhiều các cái cách thể hiện. Mỗi thể hiện như vậy là ứng ứng với một cái bộ dữ liệu input, là chúng ta phải ra được một cái bộ dữ liệu là output, được chưa? Thế thì định nghĩa một thuật toán đúng là cái gì? Một cái thuật toán mà đúng ấy là như sau. Một cái thuật toán đúng là như thế này. Định nghĩa nhé. Đúng là gì? Là với mọi bộ input x1, x2, x2, xn thì cái bộ output này này, y1, y2, ym này là phải đúng, phải chính xác. Phải chính xác. Được chưa? Đó, thì cái định nghĩa này định nghĩa là thế nào là một thuật toán đúng? Tức là với mọi bộ input thì output này phải đúng. Mà cái miền dịch này nó rất lớn, có thể nó có hàng 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 phải nói không đếm được những cái bộ input này. Được chưa nào? Cho nên một cái chương trình bài toán mà như chúng ta kiểm thử là 100 cái bộ input đầu vào đúng thì chắc chương trình đã đúng. Kiểm thử bao nhiêu cũng không thể chứng minh là chương trình đúng. Muốn chương trình đúng bắt buộc phải chứng minh bằng bằng toán học. Nhắc lại nhé. Vì ví dụ là một chương trình mà chúng ta một thuật toán chúng ta ra vào chương trình, ví dụ chúng ta kiểm thử được 1.000 test đúng rồi thì vẫn chưa chứng minh được rằng nó là chương trình đã đúng. Được chưa? Như vậy trong cái chương trình nó rõ thì là cái việc mà tăng cường gia tăng cái bộ số liệu kiểm thử chỉ để chứng minh được là chương trình đó là có độ tin cậy cao, chứ chưa hề chứng minh được rằng đó là một chương trình đúng. Chẳng lại các bạn chú ý nhé, muốn chứng minh được chương trình đúng bắt buộc phải chứng minh bằng toán học và bằng học máy tính. Đó, cái đấy các bạn chú ý nhé, cái đó là cái rất đặc biệt, rất đặc biệt. Đây là cái điều rất quan trọng luôn, một cái rất là mới, cái tư duy mới chúng ta khi giải, chứ không phải từ xưa chúng ta thấy là như vậy là chúng ta cho học sinh làm bài cho con 5 cái test đúng rồi, như vậy là vỗ tay và để làm đúng rồi. Nghĩ là đó là cái tư duy cũ nhé. Còn bây giờ thì không, bây giờ là bắt buộc là đối với học sinh mà giỏi hơn các em mà chứng minh là anh bài làm em đúng chưa, em phải chứng minh xem nào, em phải phân tích được cái làm của em là hoàn toàn đúng, phải chứng minh được bằng bằng toán học nhé. Đó thì đó chúng ta chú ý nhé. Đó, như vậy là có rất nhiều những cái định nghĩa khác nhau này. Định nghĩa là thế nào là bài toán này, đúng không? Thế nào là miền xác định này, thế nào là input này, thế nào là output này, thế nào là một cái thể hiện của bài toán, được chưa nào? Rồi là thế nào là một cái test data hay là một bộ dữ liệu input. Đó. Và định nghĩa thế nào là một thuật toán đúng. Tất cả cái này là cái rất là mới, rất là mới đối với chúng ta đấy. Thì trước đây chúng ta cũng có thể biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa được được chốt lại một cách đầy đủ bài bản như là bây giờ. Chúng ta chú ý nhé, rất rất quan trọng. Và một cái nữa là cái n, cái số là kích thước đầu vào của bài toán rất quan trọng. Bài toán là có cái input đầu vào là rõ ràng, có thể là n là 1, 2, là 3, tùy từng bài toán một nó khác nhau. Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần tiếp theo rất quan trọng nữa nhé. Như vậy là phần đây là phần A một nhỏ là một số định nghĩa quan trọng, và phần hai nhỏ là chúng ta xác định cái đánh giá thuật toán, đánh giá tính hiệu quả của thuật toán. Thì phần này là phần quan trọng nhé, thuật toán. Đó, thì cho trước cái toán như vậy, với toán như vậy. Đây chính là một bài toán có nhiều thuật toán nhé, không phải có một nhé. Một bài toán có thể có rất nhiều thuật toán. Và với mỗi thuật toán như vậy, chúng ta phải đánh giá được cái tính hiệu quả của thuật toán đó. Thì đánh giá như thế nào? Thì người ta đánh giá thông qua các cái sau đây. Các cái tiêu chí đánh giá là như sau. Các chú ý nhé, các cái tiêu chí đánh giá. Thì tiêu chí 1 hiển nhiên là người ta hay đánh giá là cái thời gian chạy của thuật toán là phải là nhanh nhất, là cái thời gian chạy của thuật toán khi mà là viết viễn trình. Thì nó chạy chúng ta sẽ kiểu là t và m hoặc là n, n là cái kích thước đầu vào của thuật toán nhé. Đấy. Như vậy là tn là một cái giá trị có thể tính được là thời gian chạy, thì tiêu chí là tn là phải nhỏ nhất có thể, được chưa? Đó, thì còn tính t nào tôi nói sau nhé.
Cái ý thứ hai là cái bộ nhớ sử dụng là phải nhỏ, cái bộ nhớ sử dụng. Bộ nhớ sử dụng. Tôi kêu là SN. Cái thời gian chạy này TN thường tính là tính thường thường là tính bằng giây, mà tôi nói sau nhé. Cái bộ nhớ này thường tính bằng byte. Tôi lấy ví dụ như vậy, bằng byte. Đây. Thì làm con số thì cái thứ hai là cái bộ nhớ sử dụng là phải nhỏ nhất có thể. Thế càng nhỏ càng tốt. Thời gian chạy là càng chậm càng tốt. Đúng không nào? Đấy. Nhưng mà các bạn thấy là giữa thời gian chạy và bộ nhớ nó có cái sự là bù trừ lẫn nhau. Anh muốn thời gian tốt ý, thì bộ nhớ lại phải lớn. Đấy như là nguyên lý bảo toàn ấy. Anh muốn bộ nhớ là tốt thì phải bù lại thời gian chạy lâu. Đấy. Được chưa? Nhưng thật ra nó có thêm ngoài cái này ra nó có thêm một cái ý thứ ba nữa là thật ra nó ý thứ ba là chính xác hơn ý của ý thứ hai là cái tổ chức dữ liệu là phải đẹp, tổ chức dữ liệu là phải đơn giản và dễ hiểu. Tổ chức dữ liệu là đơn giản và tốt. Cái tổ chức dữ liệu này nó thật là nó hơi đồng nghĩa với cái số 2 là cái sử dụng là bộ nhớ sử dụng, nhưng mà như nó khác nhé. Thì cái tổ chức dữ liệu là thường nó cân bằng với cái thời gian. Chúng ta muốn thời gian chạy nhanh hơn ấy thì bắt buộc cái tổ chức dữ liệu nó phải phức tạp hơn. Đấy. Muốn tổ chức dữ liệu là đơn giản hơn thì thời gian chạy nó phải lâu hơn, thường nó bù trừ cho nhau giữa thời gian chạy và dữ liệu và bộ nhớ. Đấy. Cho nên là không phải là bao giờ cũng là thời gian cũng là số 1 nhé, là cái này chú ý nhé. Mà bạn biết là khi mà đi thi học sinh giỏi ấy, từ trước đến thi đấu ở Việt Nam thế giới như vậy thôi, thì người ta chỉ quan tâm đến thời gian thôi, người ta không quan tâm đến bộ nhớ. Thì đó là một cái chỗ rất là có một thời kỳ là ở trên quốc tế người ta cũng đưa ra cái tiêu chí về bộ nhớ, nhưng con buổi sau nó phức tạp quá, người ta phải bỏ đi vì không không thể đánh giá nổi. Cho nên là cho giờ phút này hầu hết tất cả các cái cuộc thi đấu lập trình đều chỉ tính toán thời gian thôi. Mà các bạn thấy nhé, như vậy chưa thấy nhé, thời gian chạy tốt nhất chưa chắc đã phải là chương trình tốt nhất, bởi vì bộ nhớ rất là cồng kềnh, rất là dữ liệu rất là phức tạp, rất là khó nhìn và rất là khó hiểu, cồng kềnh thì chưa chắc rất là hay. Đấy, cái này là cái mà khi làm thực tế, khi làm chương trình ứng dụng ấy, thì nhiều khi người ta cần thiết là cái tổ chức dữ liệu là phải đẹp, đơn giản thì hay hơn. Thời gian nó cũng chậm hơn một chút thôi, nhưng mà tổ chức dữ liệu là tốt thì hay hơn hẳn là một cái chương trình tổ chức dữ liệu cồng kềnh phức tạp nhưng mà thời gian nhanh. Hai chương trình vẫn là một bộ dữ liệu đó, một chương trình là tổ chức dữ liệu là tốt chạy trong 10 giây và một tổ chức dữ liệu cồng kềnh mà xấu chạy trong 1 giây, người ta sẽ chọn cái bản 10 giây hơn là bản 1 giây. Anh lấy được như vậy. Cho nên là tất cả là cứ tư duy vào cái việc thi đấu, lập trình thi đấu rất là hay rồi, nhưng mà chỉ tư duy dựa trên cái thời gian không thì không chắc đã làm các thứ in. Đây là nó đấy để cho các bạn thấy là chúng ta mở rộng hơn cái tầm mắt ra, chúng ta quan sát thấy rất là nhiều thứ hay ho nhé. Nhưng mà đây là các cái đánh giá. Tuy nhiên là ở trong chương trình của chúng ta thì chúng ta sẽ không học cái phần này, cũng không học cái phần này và chỉ học cái phần này thôi. Đấy, ví dụ là cái cũng dễ hiểu thôi, vì cái phần này là phần nó hay và phần nó rất là nghĩa là tất cả các cuộc thi đều là dựa trên đánh giá trên cái tiêu chí thời gian chạy, cho nên là cái chương trình cũng tập trung vào chuyện này cũng là đúng, không có gì cả. Được chưa? Rồi thế thì nhưng mà tôi cũng nói thêm, thật ra cái việc tính toán cái SN này là dễ chứ không 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 khó. SN là cái gì thì nói luôn nhé, cái SN là cái gì? SN là cái tổng tổng dung lượng bộ nhớ, thật ra là tổng dung lượng các cái biến nhớ và các cái dữ liệu thôi. Tổng dung lượng dữ liệu bộ nhớ nhé, dữ liệu của bộ nhớ dùng để chạy cho thuật toán, nhưng mà phải trừ đi cái dữ liệu đầu vào, trừ đi dữ liệu input nhé. Đấy, cái này là quan trọng, nhiều người không để ý là phải bỏ đi, không tính cái dữ liệu đầu vào, không tính nhé. Thì cái đó là SN theo tính rất là dễ thôi, rất là dễ, không nhìn vào chương trình thì biết ngay à cái bài này là cái bài là như thế nào. Tôi lấy ví dụ nhé, đây nhìn trên này quay lại nhé, chúng ta có ý tưởng bài này chẳng hạn, bài này chúng ta dùng có mỗi là làm là hai là hai biến nhớ là G và Y thôi, đúng không? Hai biến nhớ chỉ có hai thôi. Thì nếu trên quan điểm của cái em học về sau thì phần này là cái phần SN của nó này,
Phần S này của nó chính là 01, là nó là một hằng số. 01 là ý là hằng số nhé, O1 đấy, ta đọc sau cái này nhé. Đó. Cái phần này, cái bài này chỉ có mỗi một cái biến S, biến Y thôi, cho nên phần này của nó cũng là cái SN của nó cũng chỉ là O1. Đấy. Chú ý nhé, là chúng ta phải trừ đi cái không gian mà chứa cái dữ liệu gốc là A đấy. Đó. Bài này cũng vậy, cái bài này là ta phải trừ đi cái dữ liệu A này, không tính. Anh tính cái phần ngoài ra thôi. Ngoài ra đây chỉ có y và g thôi, chứ nó chỉ có hai gọi là hai cái ô nhớ thôi. Và nó là hằng số thì nó chính là O1, nó là 01 nhé, nó là O1 đấy. Thế. Nhưng mà tính cái SN là dễ. Nhưng mà tính TN thì lại khó. Rồi thì chúng ta mới quay sang cái TN nhé. Đây. Thế TN thì tính như thế nào? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần rất quan trọng. Phần tiếp theo. Cho đánh số là gì? Đây là 2 nhé. Bây giờ sang cái 3 là chúng ta sẽ quan sát là cách tính TN như thế nào. Đấy là cái tính TN như thế nào. Thế đây là phần, có lẽ đây là một trong phần khó nhất của cái phần này của sách giáo khoa. Cái phần tính n trong sách giáo khoa là được mô tả trong 3 bài và nó là 6 tiết ấy. Phần này là phần 6 tiết của chương trình, và theo tôi phần này là một trong những phần khó khó nhất luôn của cái khó nhất của cái chương của cái phần lập trình của lớp 11 trong sách giáo khoa nhé. Là phần này theo tôi biết là trong trên đại học, khi mà học sinh mà học cái môn học máy tính ấy, học thuật toán thì phần này cũng là một trong những phần mà đối với sinh viên là rất là khó. Các thầy giáo mà dạy đại học đều nói đây là phần dạy khó nhất luôn. Cho nên là tôi cũng rất rất lo là phần này các bạn mà sau này các bạn dạy cho học sinh ấy dạy như thế nào là khó đấy. Tiếp đối với học sinh mà chuyên toán mà chuyên tin mà học giỏi thì họ thì thấy rất đơn giản thôi, nhưng với đại trà học sinh mà muốn học học máy tính thì nó lại không dễ, nó lại khó. Được chưa? Rồi thế thì này nhá. Bây giờ mà TN là cái gì? Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chúng ta biết là đối với một cái thuật toán ấy, thì với có mỗi một cái thể hiện với cái mỗi một cái thể hiện một cái thể hiện nhé. Làm cái đầu vào là x1, x2, xn, và đầu ra của nó là y1, y2, ym. Đây là input này. Đây là output này. Nhé. Thì cái thời gian mà chạy trên trên chương trình ấy, từ trên lập trình nó chạy ở cái này ở trên chương trình ấy, thì cái thời gian mà khi mà đưa input được vào trong input được vào trong máy tính chạy 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 khi mà ra là input, ra là output đó, thì thời gian này này là chính đặt đó chính là TN. Đấy. Như vậy là cái TN là như sau, tính như sau. TN là như này, TN được tính là một là được tính là như sau này, một là tính theo đơn vị giây, được đơn vị là giây nhé, đơn vị là giây. Hai là tính theo từng thể hiện của chương trình, hay là đúng hơn là theo từng cái bộ test, hay là từng cái bộ test data. Nó rất nhiều data. Và ý thứ ba rất quan trọng là cái thời gian chạy, nhưng mà phải không tính cái phần mà sinh input là chúng ta không tính nhé, và không tính cái phần mà đưa output ra cũng không tính, đưa cái output ra màn hình cũng không tính, chỉ tính cái phần đây thôi này, phần bắt đầu từ đây này tới kết thúc ở đây này, khi mà input vào rồi bắt đầu tính, nhưng mà chương trình này tính cho đến khi mà bắt đầu xong chương trình hay là dừng luôn, thì cái phần trong này chính là TN. Đó, chúng ta chú ý nhé. Và thể hiện của nó là thể hiện ở trong từng thể hiện một, được chưa? Đó, thì chúng ta xem lại nhé. Tôi nhân ví dụ chúng ta làm cái chương trình, tôi lấy ví dụ cái chúng ta đã có cái chương trình là
là insertion sort cho cái a đúng không nào? Được nhá. Tôi còn tính như sau, tôi làm như sau này. Nhé. À, một là tôi sinh sinh cái bộ dữ liệu. Sinh bộ dữ liệu a, phần này là không tính trong chương trình nhá. Rồi, sau đó tôi ở phía trên tôi làm cái lệnh là làm from time import cái hàm mà ví dụ như cái hàm ví dụ là performance counter nhé. Này tôi biết là T1 bằng là performance counter. Vậy sau khi sinh dữ liệu A rồi bên máy tính nhé, sau tôi biết gì là tôi dùng lệnh là insertion sort. Như vậy là đây là trình chính nhé, để sắp xếp A này. Xong tính luôn là T2 bằng performance counter. Đó. Tính luôn nhá. À, thì tính luôn sau đó tôi mới print print cái T2 trừ T1. Sau đó tôi print A ra ngoài. Print A ra ngoài để kết quả ra những phần print A này là không tính. Tính ở chỗ này thôi. Chỗ này này. Đấy, đây là phần tính TN này. Đây là chính TN đây nhé. Đấy. Nhưng mà là tính TN là tính là chỉ tính cái phần thời gian chạy chương trình thôi, còn không tính cái phần là sinh input và đưa output ra là không tính, nó chỉ tính ở phần giữa thôi, phần này này đó, được chưa? Đó, thì với mẫu thể hiện là nó có một cái thời gian riêng là TN, những TN chỉ, nhưng mà TN là phụ thuộc vào từng thể hiện một, từng cái dữ liệu input một. Theo sao mà tính như bây giờ? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ đi phần một phần rất quan trọng mình nhỉ. Ồ, thời gian sắp hết rồi, tôi sẽ phải tôi nói thêm một chút nữa, chỗ này tôi sẽ dừng lại ở đây rồi. Như vậy chúng ta chú ý nhá. Thế bây giờ tôi như vậy là tôi tính để được đầu vào rồi. Bây giờ như sau nhé, đây là cái miền dữ liệu của bài toán đây nhé, đây là cái miền dữ liệu đây và tôi mô tả như sau. Cái miền dữ liệu tôi mô tả trên trên cái trục này, đây chính là miền dữ liệu nhé, miền dữ liệu nhé. Còn đây là trục thời gian t nhé. Đó, thì với mỗi một cái miền dữ liệu đây này, nằm ở đây này nhé, nằm ở đây nhé, tôi đo được cái thời gian là ở đây. Đấy, như vậy nó sẽ khác nhau đúng không? Mỗi cái miền dữ liệu, mỗi một cái input đầu vào là đo thời gian lại khác nhau, thì giá t của nó lên lung tung, chạy lung tung ở đây đúng không nào? Đấy. Như vậy mỗi một bài toán thì cho thấy là rất nhiều cái thời gian chúng ta đo được, vì mỗi một cái input là ra một cái thời khác nhau. Đây là trục t nhé, đây là trục miền dữ liệu ở đây này nhé, đó. Được không nào? Thế làm nào mà tính được nó nhiều này, là sao mà tính được? Đấy, thì chúng ta chú ý thì ở trong lý thuyết của thuật toán ta làm như sau nhé. Thì ở trong cái phần cái miền mà không gian này, tôi sẽ chọn ra những cái chọn ra những cái miền dữ liệu nào mà có cái t là có cái t là lớn nhất đây. Đây là những cái input mà có cái thời gian t là lớn nhất là ở đây. Còn đây là những cái input t mà có thời gian t là nhỏ nhất là ở đây. Ô xin lỗi, tôi bị lệch ra, làm sao bây giờ nhỉ, làm sao mà rồi may quá nhé. Đây, ở đây là cái thời gian, là các nhóm dữ liệu mà ứng với thời gian t là nhỏ nhất, chỗ này là thời gian t là lớn nhất. Còn ở giữa đây là có những cái vị trí bên chung chung là ở giữa để ở đây. Đó, thì khi người ta mà tính cái thời gian chạy của một cái thuật toán ấy, thì người ta tính là người ta chia làm ba cái giá trị, được chưa? Đấy, mình cho bạn xem nhé. Thì cái thời gian mà chạy mà với nhiều thời gian nhất ấy, thì cái này này người ta gọi là thời gian chạy xấu nhất. Đây là thời gian gọi là thời gian xấu nhất, là ứng với những cái bộ test mà có thời gian chạy là nhiều nhất, mất thời gian nhất, thì tôi gọi đó là thời gian xấu nhất. Được chưa? Chúng ta có hiểu chưa nào? Tiếp theo là ứng với cái ở đây này, nhất này thì ứng với cái này thì tôi gọi cái này nó gọi là thời gian tốt nhất. Thời gian tốt nhất. Tốt nhất. Còn ở phần tất cả phần giữa ở đây này thì tôi gọi chung tất cả chung chung cái này nó gọi là thời gian trung bình. Đấy, chúng ta chú ý nhé, thì cái phần này rất quan trọng luôn đấy. Đó, thì như vậy là với mỗi một cái thuật toán nhé, của một bài toán nào đó thì người ta sẽ đưa ra ba khái niệm.
Một là thời gian xấu nhất và có thể chạy của một chương trình, hai là thời gian tốt nhất ứng với những cái input nào mà nhanh nhất, và thứ ba là thời gian trung bình là cho phần lớn những cái cho phần lớn những cái dữ liệu còn lại nhé. Đấy, thì cái này nó gọi là work tiếng Anh nhé, nó gọi là worst case nhé, cái này nó gọi là trung bình, nó lại average case nhé, còn đây nó gọi là best case. Đó, như vậy là có ba cái thời gian nhé, thời gian xấu nhất này, thời gian trung bình và thời gian tốt nhất. Các bạn có hiểu hình dung không nào? Anh thấy nó khó chứ nó không dễ nhé. Đấy, thời gian xấu nhất thì rất dễ rồi, chúng ta chỉ tìm ra cái rất là dễ, chúng ta chỉ tìm ra cái ứng với cái tìm ra ứng với cái test đầu vào mà chạy mất thời gian nhất, cái này là dễ tính, cái này thì tính bằng đo thời gian thì dễ, tính thứ nhất cũng là dễ. Chúng ta tìm trong tất cả các input, chúng ta tìm ra cái input mà có thời gian chạy là ngắn nhất thì tôi gọi cái này tính này cũng dễ, thế cũng dễ hiểu chứ không phải dễ hiểu, không phải dễ tính mà dễ hiểu. Còn cái ô giữa này là khó hiểu, thế là trung bình nhé, rất là khó hiểu. Thì ở đây nó có rất nhiều các cái rất nhiều cách chúng ta tư duy thế nào là thời gian trung bình, nhưng mà theo cách mà người ta hay dùng nhất bây giờ là như sau, là cái thời gian mà chạy ứng với các cái dữ liệu input được sinh ngẫu nhiên. Đấy, một ý rất quan trọng nhé. Một ý nữa có thể là input không phải là sinh ngẫu nhiên, mà dữ liệu input đó được sinh đều, tức là theo cái phân bổ đều ở trong cái miền miền dữ liệu. Đây là hai cách chúng ta hay hay làm nhất. Đấy, các bạn thấy không nào? Như vậy là mỗi một cái bài toán ấy là thời gian chạy của nó là nó rất khác nhau chứ không phải là không phải giống nhau. À, mà cái người làm cái vì sao chúng ta có thấy là chúng ta phải tìm được, à chúng ta phải tính toán được, à cái input nào là input là ứng là tốt nhất, input nào là xấu nhất, input nào là trung bình. Đó. Bạn thấy không nào? Cho nên là khi mà các bạn mà cho sinh làm bài tập ấy thì chúng ta phải biết thuật toán, và chúng ta phải biết được à với cái bài này thì cái input này thì nó là như này, input này nó là tốt nhất, input này nó là xấu nhất, chứ không phải là tùy ý được. Đó, cho nên là chỗ này là chỗ mà rất là khó, giáo viên là chúng ta là cần phải hiểu và nắm được, và sau này khi mà các bạn mà ra đề cho học sinh, các bạn là phải sinh cái bộ test này để cho học sinh làm. Đấy nhá. Mà học sinh mà sau này học sinh mà giỏi, học sinh là khi mà học sinh mà thiết kế thuật toán, học sinh biết được à với cái đề bài này thì tôi sẽ phải dùng cái input nào để cho chạy hợp lý nhé. Được chưa nào? Cho nên nó rất là khó chứ nó không dễ đâu, chứ nó không đơn giản. Cho nên hiện nay các bạn thấy khi các bạn hiểu cái này rồi, các bạn thấy hiện nay cái mô hình mà thi đấu hiện nay nó thật ra là nó chỉ là mô hình mà tốt nhất có thể thôi, vì người ta không tìm ra được cách nào cho hay hơn thôi, còn nó vẫn rất đầy rẫy những cái gọi là những cái không chính xác. Thế nhất lấy ví dụ như hiện nay là khi chúng ta thi làm cho sinh làm thi được sinh giỏi chẳng hạn, ở trên bộ ra một cái đề bài đúng nào, cái đề bài nó có rất nhiều thuật toán nhé, thuật toán một, thuật toán 2, thuật toán 3, đúng không nào? Thì môn toán này nó lại có rất nhiều các trường hợp khác nhau. Nó có trường hợp là trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình, trường hợp xấu nhất. Đây là trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình, trường hợp xấu nhất. Trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình, trường hợp xấu nhất. Thì một cái bộ test mà cho đưa ra, một cái bộ test data chẳng hạn, một cái bộ test data thì nó có thể là gì? Nó có thể là tốt nhất của thằng này, nhưng nó đồng thời nó có thể là trung bình của thằng này, có thể là xấu nhất của thằng này. Cho nên rất là khó, chúng ta không thể biết là không thể nào mà đưa ra một cái bộ test mà test cho tất cả các thuật toán ở đâu. Nó chỉ là đưa ra nó phần lớn các tác giả đưa ra là đưa ra cái bộ test này cho một thuật toán của người đó thôi. Còn nó không áp dụng cho các toán khác được. Đấy, cho nên là chỗ mà theo tôi biết là ngay cả những người từ xưa thì người ta cũng làm cái này và đành một chứng nhận là như vậy thôi. Chứ còn nếu mà đúng ra mà chấm bài là phải mở code ra xem thì mới là chính xác nhất. Phải mở code sinh ra xem à sinh này làm theo cái xem sinh làm có đúng không, đúng theo cái thuật toán nào, và kiểm tra làm đúng không thì mở ra xem mới là đúng.
nhất. Còn hiện nay vẫn là cái hiện tượng là thôi được ta chấp nhận thôi, là chúng ta nhận là cái chấm bài coi như là một cái hộp đen mà chúng ta chấm bài tất cả thông qua cái bộ test hết, thì nó vẫn vẫn là rất là tốt thôi, không như là quá sai cả, nhưng nó không phải là tối ưu đâu đấy. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới trình bày xong cái phần làm cái khái niệm thôi, mà chúng ta không có thời gian nữa thì buổi sau tôi sẽ nói tiếp nhá. Cái phần này tôi đang nói, cái phần này là phần rất quan trọng luôn, phần đó là phần gọi là nó là phần là trái tim của cái toàn bộ lý thuyết thuật toán mà chúng ta cần phải biết trong chương trình phổ thông của chúng ta nhé. Thì các bạn có thể đọc thêm cái cuốn sách nhà môn toán của tôi đấy, tôi viết kỹ trong đó, các bạn có thể đọc thêm phần đó để chúng ta hiểu hơn, hoặc đọc bất cứ một sách nào khác của các tác giả khác cũng được, tùy nhé. Thì đây là cái phần mà nó là mà nó rất quan trọng nhé. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ gì, dừng lại ở chỗ là chúng ta biết được là như vậy là một trong cách tính thời gian chạy của thuật toán là chạy bằng thử bằng chương trình và thông qua cái test. Nhưng mà qua các test đó thấy rất phức tạp, và người ta chia là ba mức là thời gian tốt là bước một cái thuật toán như vậy. Thời gian như vậy chúng ta chia làm tính là được ba giá trị, là thời gian xấu nhất, thời gian tốt nhất và thời gian trung bình đó. Còn nếu hôm sau thì đành vì hôm sau tôi sẽ nói sâu hơn về cái này, thực tế chúng ta làm như thế nào thì có rất nhiều bước nữa, thì dẫn đến hôm sau chúng ta sẽ hiểu hơn, hoàn toàn hơn nữa. Hôm nay nó chỉ là bắt đầu mà xới vào như vậy thôi, mà chúng ta có cái nhìn là có cái nhìn là rõ hơn về vấn đề này, chứ nó không đơn giản như là rất nhiều người nghĩ là không đơn giản. Chúng ta cho một bài toán và yêu cầu tất cả các test thì đều phải dưới 1 giây, như vậy các bạn là cứ thế mà cho học sinh làm trên 1 giây thì coi như là sai, mà dưới 1 giây thì là đúng, thì nó chỉ là cái tư duy, nó chỉ là cách chúng ta nhìn vào rất là đơn giản thôi. Còn hôm nay chúng ta học cái phần này là cho thấy nó rất là sâu sắc rồi, như vậy là nó một cái test có thể là theo tức của nó chỉ là 0,9 giây, thời gian trung bình của nó là 1 giây 2, thời gian suốt của nó là 1 giây 5, thì tất cả cái đó nó đều vẫn là thuật toán, đó vẫn là thuật toán là tốt, không gì sai cả. Nhưng mà do cách chúng ta chọn cái bộ test nó lại nhầm đúng vào cái phần xấu nhất thì nó bị lâu hơn, đúng không nào? Cho nên là cái này là cái muốn tìm hiểu kỹ hơn thì phải mở code ra để ta phân tích. Nhưng mà thôi phần này chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì không gần lại không không đủ thời gian như vậy, thì cái bài này phải đến hôm sau tôi mới trình bày xong được. Chúng ta nghỉ nhé. Có gì các bạn trao đổi nhau ở trên nhóm nhé. Em chào thầy. Chúng ta nghỉ nhé.